Mấy ông cộng sản, năm mới tôi chúc mấy ông dồi dào sức khỏe, về bóc lột nhiều, đánh đập dân nhiều hơn nha mấy ông. Hôm nay tôi có vài câu để nói cho mấy ông nghe và hát vài câu để cho mấy ông nghe, cho mấy ông thấm nha. Tôi không hiểu tại sao mấy ông là người Việt mà đi làm lô lệ cho trò chơi bọn Trung Quốc đấy. Tại vì tiền nó nhét vô họng mấy ông phải không? Nếu không phải vì tiền thì mấy ông đâu có làm lô lệ cho nó. Không phải làm lô lệ cho nó còn bắt dân của chúng tôi làm nô lệ cho nó nữa. Mấy ông tưởng là mấy ông mang tiền qua nước ngồi, mấy ông sinh sống cho con, mấy ông sinh sống cho tốt hả? Tôi nói thiệt với ông nha, còn mấy ông không có sống nổi bên nước ngoài được đâu. Thứ nhất là tiền bóc lột của dân thì chúng tôi phải yêu cầu Tổng thống Mỹ phải lấy tiền đó lại, phải trả cho dòng chúng tôi đó. Thứ hai là dân của chúng tôi làm rất là cực khổ, tiền của chúng tôi làm chứ không phải là tiền của ông nội, của ông tổ, của ông cố, của ông để lại. Tại sao ông bóc lột của dân? Đất cát của cha mẹ, của tổ tiên của chúng tôi để lại, tại sao ông hiếp ức dân để lấy đất cát đây? Tôi hỏi mấy ông nha, tại sao mấy ông đưa tàu vô để chiếm đoạt nước của chúng tôi? Vì tiền hả? Rồi ông đưa con ông qua nước ngoài để sinh sống. Ông tưởng là khi nào lỡ tàu nó lấy nước thì ông chạy qua nước ngoài ông sống với con ông hả ông? Ông tưởng vậy à? Cái tiền bóc lột của dân, dân có thể kiện, dân có thể lấy lại, dân có thể yêu cầu Liên Hiệp Quốc lấy lại đó. Ông biết không ông? Ngày xưa đó thì cái ông Hồ Chí Minh này nhầu sọ dân để đánh đập dân, nhưng ngày nay ông tưởng là ông làm được nữa hả? Ông ăn hiếp dân, ông chỉ bắt một người hai người thôi. Nếu mà tụi tôi mà nổi loạn hết cả nước thì ông sẽ nhào theo tàu ông ở đi nhân ông cộng sản. Nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, nhìn cái mặt ông này tôi thấy ông tham nhũng quá nhiều rồi. Còn nhìn cái ông Nguyễn Xuân Phúc thì tôi thấy cái mặt rất là gian ác nịnh bợ. Còn nhìn cái bà Nguyễn Thị Ngân thì tôi thấy bà dâm đảng quá trời luôn đó. Trời ơi, đàn bà đàn đồ gì mà tôi thấy cực kỳ, tôi không có dám nói đó. Tôi nói cho bà biết nhân bà Nguyễn Thị Ngân, bà nói để cho dân biểu tình thì nổi loạn, thì bà xử cho đúng luật đi. Tiền có dân thì bà trả cho dân đi. Cái tiền bồi thường 500 triệu cho dân đâu, sao bà không trả đi? Còn cái bãi biển dơ đó, bà không bắt bọn Trung Quốc để mà làm sạch biển cho chúng tôi đi. Tại sao phải phá rừng, giết thú vật? Tại sao giành đất của dân, đánh đập dân? Tôi mong mấy ông mấy bà nha, phải lo cho dân chùm một chút. Nếu mà mấy ông mấy bà không lo cho dân thì có ngày chúng tôi sẽ lỗi lộn, là đừng có trách chúng tôi là sao phản mấy ông mấy bà. Tại vì làm tướng, làm chủ tịch mà không biết điều thì dân nó phải lỗi lộn chứ không có gì hết. Nhưng mà tôi nói mấy ông mấy bà không nên đánh đập dân tầm bậy. Mấy ông mấy bà tự đánh mấy ông mấy bà trước đi. Làm lớn mà không biết xử thì đòi đánh dân làm cái gì đấy? Nếu làm tướng làm dân phải yêu dân yêu nước, phải làm cho dân mình giàu mạnh. Làm tướng làm dân mà bóc lột của dân thì làm tướng làm cái gì đây? Đi chết mẹ nó để cho dân nó lên làm tướng, còn hơn là để mấy ông mấy bà bóc lột của dân nịnh theo tàu, bắt dân làm nô lệ cho tàu. Tôi không hiểu tại sao nữa. Tôi thấy mấy ông mấy bà chắc là cha mẹ mấy ông mấy bà là tàu đó, cho nên để ra nó có cái tánh độc ác giống như tàu như vậy đó. Nếu mà người Việt thì đâu có ác độc giống như vậy đây. Ác gì mà đến nỗi mà phải chung nhau với tàu bắt cóc, con nít bắt cóc đàn bà, gửi về tàu để bán mổ nấy nồi tạm, rồi tiền thì nhét ở trong nhà mấy ông mấy bà đưa con qua nước ngoài sống. Ha, ở villa bỏ tiền nhà băng, bây giờ Mỹ lấy rồi đó.
Tôi sẽ yêu cầu ở Pháp nữa. Còn mấy ông mấy bà nào mà ở đâu thì tôi yêu cầu ở đó. Tôi sẽ cầu mong cho tất cả mọi người lấy hết tất cả những cái số tiền mấy ông ăn cắp lột của dân Việt Nam của chúng tôi. Dân chúng tôi làm nước mắt mồ hôi, cả máu nữa đó. Nhưng mà mấy ông mấy bà không biết thương dân của mình, lại bóc lột tiền của dân đi qua nước ngoài sinh sống, rồi ha bán nước cho tàu để chúng tôi trả nợ sao? Chúng tôi ngày xưa thì ngu khờ đập, nhưng bây giờ chúng tôi không có ngu đến nỗi mà để cho trả nợ cho mấy ông mấy bà đâu nha. Tôi chào mấy ông mấy bà, chúc mấy ông mấy bà một năm mới dồi dào sức khỏe. À, không có phải dồi dào sức khỏe, tôi nói lộn. Sẽ bất sức khỏe và lo nhiều, tại vì lo sợ dân nó lỗi lộn không biết làm sao, cho nên phải ăn Tết trốn ở trong nhà không dám ra về đường ăn, sợ dân nó bắn chết. Chào mấy ông mấy bà.